Trong 324 ca mắc, có số ca điều trị khỏi là 264 ca, chiếm 82%, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là 53 ca, chiếm 16%, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca, chiếm 1%, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 4 ca, chiếm 1%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 11.326 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 302 người, chiếm 3%, cách ly tập trung tại cơ sở khác 8.929 người, chiếm 79%, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 2.095 người, chiếm 18%.